Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn của tác giả Bình Tằng. Tập 150 chương 1491, chúng ta đều có tương lai tươi sáng. À. Hiện tại xem ra, tứ hoàng tử vẫn rất bình thường. Vậy rốt cuộc là cái gì đã thúc đẩy tứ hoàng tử phát sinh ra sự chuyển biến lớn như vậy? Tứ hoàng tử đã cho hắn một đáp án hợp lý. Lão Dewey, ta cũng không có cách nào, Tây Đại Lục các ngươi dám làm không dám nhận. Dewey nhíu mày, điện hạ, ngài đây là có ý gì? Tứ hoàng tử buông tay nói, chưa nói đến hải hậu phái người giám sát ta gắt gao, mấu chốt hắn là một phế vật, bị Thượng Quan Vân và Lục Khiêm đùa giỡn trong lòng bàn tay. Những vật tư mà ta mang cho Tây Đại Lục các ngươi, toàn bộ đều bị Thượng Quan Vân động tay động chân, thế mà tên hải hậu phế vật kia lại không biết. Dewey trầm mặc, hắn rất muốn mắng người, nhưng mà hắn đã nhịn được. Trên vinh quang của gia tộc Tulip, hắn giữ vững tu dưỡng của mình, để cho mình tâm bình khí hòa nói chuyện với tứ hoàng tử. Điện hạ, chẳng lẽ không phải là ngươi bị Thượng Quan Vân và Lục Khiêm đùa giỡn trong lòng bàn tay sao? Dewey hỏi, nếu không phải là ngươi, hải hậu sao có thể bị lừa? Dewey cho rằng tứ hoàng tử đang cưỡng từ đoạt lý. Nhưng mà một câu nói của tứ hoàng tử khiến cho Dewey ngơ ngác. Tứ hoàng tử thản nhiên nói, đúng vậy, ta quả thật đã bị Thượng Quan Vân và Lục Khiêm tính kế. Nhưng mà ta chính là một tên phế vật, ta bị Thượng Quan Vân và Lục Khiêm tính kế không phải là bình thường sao? Dewey tiếp tục im lặng. Hay lắm. Tứ hoàng tử tàn nhẫn lên ngay cả bản thân cũng mắng, hắn còn có thể nói gì? Ta là tên phế vật, bị lừa rất bình thường. Nhưng mà hải hậu cũng bị lừa, chứng minh ả và ta là cùng một trình độ. Tứ hoàng tử bắt đầu sỉ nhục hải hậu bình thường chém gió lợi hại, một loạt hành động mãnh như hổ, nhìn tới chiến tích thua không, năm. Lão Dewey, ngươi biết ta khó khăn đến mức nào không? Dewey có chút không nhịn được nữa. Ngươi khó cái quả cà, ngươi khó khăn cái gì? Dewey hỏi. Tứ hoàng tử buông tay nói, ta phải đối mặt với đối thủ là một đám thần, cùng với một đám đồng đội đầu heo. Ta có thể không khó khăn sao? Lão Dewey, nếu ngươi là ta, ngươi lựa chọn đứng ở phe nào? Dewey có thể nói gì? Còn có, lão Dewey ngươi có biết không, người hải hậu phái tới phụ trách bảo vệ ta, thật ra chính là nội gián của đại càn gài vào ở Tây Đại Lục. Nói tới đây, tứ hoàng tử đã nhập vai rồi. Hốc mắt đã bắt đầu đỏ, thân thể cũng bắt đầu run run nhẹ. Tứ hoàng tử cảm thấy bản thân thật sự không dễ dàng, hắn vốn chính là một hoàng tử ung dung tự tại bình thường không có gì nổi trội. Bất thình lình bị cái thế giới tàn khốc vô tình này ép đến mức chuyển hướng tiến hóa thành phái diễn xuất rồi. Hắn khó khăn quá mà. Tất cả điều này đều là lỗi của Tây Đại Lục. Cho nên, Tây Đại Lục nhất định phải gánh toàn bộ tội trạng. Lão Dewey, ngươi có biết lúc ấy ta phải đối mặt với tình huống gì không? Không đợi Đỗ Uy trả lời, tứ hoàng tử đã tự mình đưa ra đáp án. Ta phải đối mặt với đối thủ là một đám thần, cùng với một đám đồng đội đầu heo, cái này khỏi nói nữa. Nghiêm trọng nhất là, người được phái đến bảo vệ ta cũng là nội gián mà đại càn sắp đặt. Còn vật tư mà ta cho Tây Đại Lục các ngươi mang đi lại có vấn đề, trực tiếp dẫn tới Tây Đại Lục các ngươi đại bại. Lúc này, Lục Khiêm và Cơ Trường không phái người đến khuyên ta đầu hàng, nói rằng chỉ cần ta làm theo lời bọn họ nói, bọn họ sẽ bỏ qua chuyện cũ, thậm chí còn có thể giúp ta tẩy trắng. Ngươi nói xem, ngươi nếu là ta, ngươi có nghe bọn họ hay không? Dewey không có lời nào để nói. Tứ hoàng tử đưa ra lời giải thích có lý có tình. Hắn đặt mình vào vị trí đó suy nghĩ một chút. Nếu hắn là tứ hoàng tử, e rằng cũng sẽ đồng ý với yêu cầu của Cơ Trường không Lục Khiêm bọn họ, lại lần nữa phản bội về đó. Dù sao, phản bội về đó không chỉ có thể tẩy trắng, còn có thể đạt được thanh danh cao thượng cùng với phần thưởng mà triều đình đại càn cho hắn. Còn ở lại Tây Đại Lục này, chưa biết sẽ sống hay chết. Logic thông suốt rồi. Chỉ là có một đạo lý không thông suốt. Ngươi phản bội trở về ta có thể lý giải. Ngươi vốn dĩ chính là loại người đó. Nhưng mà tại sao ngươi dù liều mạng cũng muốn xuống tay với hải hậu? Dewey ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía tứ hoàng tử. Ta xem qua hồ sơ lúc đó, ngươi thậm chí là mạo hiểm tính mạng đi ám sát hải hậu. Điện hạ, ngươi cần cho ta một lời giải thích. Chẳng lẽ là ta vẫn luôn nhìn lầm ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự là một anh hùng ẩn nấp cực sâu, thật sự yêu nước? Tứ hoàng tử cười, cười đến chảy nước mắt. Lão Dewey, ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao? Dewey nghiêm túc nói, ta cho rằng ngươi không phải,
nhưng mà ta không phải là thần, cũng sẽ đưa ra phán đoán sai lầm. Không, phán đoán của ngươi là đúng, ta quả thật không phải loại người như vậy. Ta sở dĩ dám làm như vậy là vì ta đã sớm nhận được lời hứa của Lục Khiêm. Lục Khiêm hứa với ta, chỉ cần ta làm theo lời hắn nói, cam đoan cho ta bình an vô sự, sự thật chứng minh hắn đã làm được. Lão Điêu Huy, muốn trách thì trách Tây Đại Lục các ngươi quá phế vật. Lục Khiêm không có gạt ta, nếu ngươi đã xem qua hồ sơ lúc đó, hẳn là biết, thật ra không phải ta đang liều mạng, mà là con gái nuôi của Lục Khiêm liều mạng để đổi lấy bình an cho ta. Chương 1492, chúng ta đều có tương lai tươi sáng. 4. Lời tứ hoàng tử nói là thật. Lúc ấy hắn sở dĩ có thể thành công thoát thân là con gái nuôi Kỳ Hủ Oánh của Lục Khiêm xả thân cứu lấy hắn. Chuyện này không phải là bí mật, cho nên Điêu Huy không thể chứng minh là giả. Nhìn thấy ánh mắt thẳng thắn của tứ hoàng tử, Điêu Huy tin. Hắn không tìm thấy lý do và dấu hiệu nói dối của tứ hoàng tử. Hơn nữa tất cả những điều tứ hoàng tử nói đều là sự thật mà hắn đã biết. Lão Điêu Huy, ta biết ngươi nghi ngờ ta, điều này rất bình thường. Ta quả thật không giống như người có khả năng làm được chuyện lớn như vậy. Nhưng mà, con người là bị ép mà ra. Giọng điệu của tứ hoàng tử giọng điệu 10 phần bất lực. Lúc ấy ta cũng là bị ép đến mức độ đấy, bắt buộc phải làm, nếu không làm thì ta sẽ phải chết cùng theo hải hậu. Nếu như là ta trước kia, có lẽ ta cũng không dám làm. Nói đến thì phải cảm ơn ngươi, ngươi đã cho ta nhiều lợi ích như vậy, khiến cho thực lực và dũng khí của ta đều có được sự tiến bộ rất lớn. Suy cho cùng, là ngươi cho ta dũng khí. Ta có thể có hôm nay, có một nửa công trạng là của lão Điêu Huy ngươi. Tứ hoàng tử dùng sức vỗ vai Điêu Huy, nghiêm túc nói, lão Điêu Huy, huynh đệ tốt, cả một đời. Về sau ta có một miếng ăn, thì sẽ có cho ngươi một miếng thức ăn thừa, tuyệt đối đừng khách sáo. Điêu Huy nhịn rồi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn được, từ trong miệng thốt ra một chữ, cút. Lão Điêu Huy, lễ nghi, lễ nghi. Ngươi là truyền nhân của gia tộc Tulip cao quý, là quý tộc xem trọng lễ phép nhất của Tây Đại Lục, ngươi không thể mở miệng nói tục. Nếu không cút, chúng ta không cần bàn nữa. Tứ hoàng tử biến mất trong một giây. Nhìn bóng lưng tứ hoàng tử rời khỏi, Điêu Huy xoa xoa đầu mình. Tên lưu manh này, chỉ số thông minh không cao bao nhiêu, nhưng giới hạn dưới thật sự thấp. Mỗi một lần gặp tứ hoàng tử, Điêu Huy đều rất đau đầu, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng Điêu Huy không có phẫn nộ như biểu hiện ở ngoài mặt. Ngược lại, hắn rất lý trí. Dù gì cũng là đại thần ngoại giao của Tây Đại Lục, làm sao có thể dễ dàng thất thố như vậy. Sau khi tứ hoàng tử đi, Điêu Huy gọi cố vấn của mình đến, sau đó nói lại cho cố vấn những lời mà vừa rồi tứ hoàng tử nói. Tiên sinh, ngươi có nghĩ rằng sự xúi dục của tiểu tứ là âm mưu không? Điêu Huy hỏi. Mặc dù hắn không cho rằng đây là âm mưu, tứ hoàng tử không có trí thông minh đó, nhưng mà để chắc ăn, hắn vẫn quyết định hỏi khách khanh của mình. Khách khanh cũng nghiêm túc suy ngẫm rất lâu. Cuối cùng hắn đưa ra phán đoán của mình. Đại nhân, sự xúi dục của tiểu tứ chưa chắc là âm mưu, nhưng chỉ sợ là hắn chưa có trao đổi với triều đình Đại Càn. Đây khả năng chỉ là ý tưởng cá nhân hắn. Hắn muốn mượn sức của đại nhân, thành công đạt được phong vương tước. Còn về việc đại nhân có thật tâm quy thuận Đại Càn hay không, e là tứ hoàng tử cũng không thèm để ý. Điêu Huy thở phào nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói, ta cũng vậy nghĩ như vậy, tiểu tứ trước nay ích kỷ tư lợi, lợi ích quốc gia không nằm trong phạm vi suy xét của hắn. Nhưng mà nếu ta thật sự nguyện ý đồng ý với hắn, ta tin tưởng lời hứa của hắn có thể biến thành sự thật, bởi vì bọn thượng quan vân của Càn Quốc khẳng định cũng hy vọng xúi dục được ta. Không sai, đại nhân dù sao cũng là đại thần ngoại giao của Tây Đại Lục, Càn Quốc đối với đại nhân khẳng định là vội vàng nghênh đón, cụ thể đại nhân nghĩ như thế nào? Khách khanh nhìn phía ánh mắt của Điêu Huy, Điêu Huy bị dọa giật mình. Ta đương nhiên là giả vờ đầu hàng, ngươi sao lại nghi ngờ điều này? Điêu Huy kinh ngạc, không ngờ lại nghi ngờ lòng trung thành của hắn. Bổn quan làm người thất bại như vậy sao? Khách khanh trầm mặc một lát, sau đó nói, điện hạ, tứ hoàng tử tuy là người thô bỉ, nhưng mà lời thô lý không thô. Ngay ở Tây Đại Lục, tình cảnh hiện tại quả thật đáng lo. Hơn nữa chính như lời hắn nói, ngay ở Tây Đại Lục đã không còn đường thăng tiến nữa rồi. Điêu Huy nhíu mày nói, chờ ta lập được công lớn, đường thăng tiến tự nhiên sẽ mở ra. Đại nhân thật sự cho là như vậy sao? Khách khanh trầm giọng nói, đại nhân, ngài phải biết rằng, có người lên chức thì có người xuống đài, ai sẽ ngồi xem ngài lên chức chứ? Lông mày Điêu Huy càng nhíu càng chặt. Ta nghe ý này của ngươi là thật sự muốn ta đầu hàng làm phản đồ. Đây có lẽ thật sự có thể trở thành một đường lui cho đại nhân. Khách khanh nhẹ giọng nói, đại nhân, Càn Quốc không có yếu như chúng ta tưởng,
chúng ta chưa chắc có thể thật sự đánh bại Càn Quốc. Nếu đã như vậy, vì sao chúng ta phải chặt đứt một đường lui trước chứ? Điêu Huy tức giận nói, ta là truyền nhân của gia tộc Tulip, Điêu Huy ta đời đời nhận được hoàng ân, những lời nói này về sau đừng để ta nghe được. Khách Khanh thở dài một hơi, chắp tay nói với Đỗ Uy, đại nhân, ngài nên hiểu rõ. Nếu không phải ta thật sự xem ngài là chủ công của ta, những lời nói mang tội chém đầu này ta khẳng định sẽ không nói với ngài. Điêu Huy nghe vậy sắc mặt dịu xuống. Ta biết tiên sinh là vì tốt cho ta, bằng không sẽ không nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Ta cũng biết lời thật thì khó nghe, cao tầng có nhiều người lưỡng lự, thân ta ở trong đó, chưa chắc có thể có kết cục tốt. Nhưng Điêu Huy trung thành và tận tâm với quốc gia, tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản quốc đầu hàng địch, tiên sinh không cần nhiều lời, việc này không cho phép thương lượng. Các bạn đang nghe chuyện Ngụy Quân Tử thấy chết không sờn của tác giả Bình Tằng tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 1493, chúng ta đều có tương lai tươi sáng, 5. Giờ khắc này, trên người Điêu Huy cũng lóe lên ánh sáng chính đạo. Khách Khanh nghe vậy, lại thở dài một hơi. Đại nhân trung can nghĩa đảm như thế, lại gặp phải tiểu nhân chống đối ở quốc gia chúng ta. Đại nhân, có đáng không? Điêu Huy cắn môi, một lát sau, hắn trầm giọng nói, Điêu Huy ta trung thành với quốc gia, những tên tiểu nhân kia không thể đại biểu quốc gia. Với tư cách là đại thần ngoại giao quốc gia, người đứng đầu của một bộ, ta tuyệt đối không thể phản. Càn Quốc còn không thiếu những trung thần thấy chết không sờn, chẳng lẽ chúng ta còn không bằng Càn Quốc sao? Khách Khanh biết mình khuyên không được Điêu Huy, đành từ bỏ, chắp tay tán thành nói, đại nhân lập trường kiên định, tiểu nhân bội phục. Nếu đã như vậy, tiểu nhân cũng nói thật, dự tính của đại nhân muốn thành công là rất khó. Điêu Huy nghiêm túc nói, tiên sinh nói chi tiết xem. Khách Khanh nói, đại nhân chủ quản là ngoại giao, cho dù gia nhập Càn Quốc, cũng rất khó đi nắm giữ quân quyền. Chính như lời của Tứ Hoàng Tử nói, Càn Quốc hẳn là sẽ đặt ngài ở lễ bộ, để cho ngài đi đấu với Nho gia, sau đó Thượng Quan Vân bọn họ sẽ ngồi ngư ông đắc lợi. Mà thứ đại nhân muốn là làm Đại Càn thiệt hại nghiêm trọng, ở lễ bộ mà muốn thiệt hại nghiêm trọng Đại Càn rất khó. Điêu Huy gật đầu nói, ta cũng biết rất khó, nhưng nếu như ta có thể đánh đổ Nho gia thì sao? Khách Khanh trầm ngâm nói, nếu có thể đánh đổ Nho gia, tất nhiên là một chiến công lớn, công lao sẽ hiển hách không thua gì chiến công lập ở chiến trường. Nhưng mà thứ cho ta nói thẳng, đại nhân đang ở Càn Quốc người lạ đất không quen, mặc dù có Tứ Hoàng Tử giúp ngài. Muốn đánh đổ Nho gia cũng giống như nói chuyện viển vông, cơ bản không có khả năng thành công. Điêu Huy nở nụ cười, tiên sinh nói rất đúng, nhưng ta chưa từng mang hy vọng đặt trên người tiểu tứ. Hậu thuẫn chân chính của ta không phải tiểu tứ, là nữ thần trí tuệ. Nữ thần trí tuệ, Khách Khanh có chút kỳ quái. Điêu Huy giải thích nói, nữ thần từng nhận lời ta, lần trước ta đi sứ Càn Quốc, chịu rất nhiều tủi thân và uất ức, tất cả đều là sơ suất của nàng. Khách Khanh bị dọa giật mình, lập tức nói, đại nhân cẩn thận lời nói. Điêu Huy khoát khoát tay, sùng kính nói, đây là nguyên văn lời nói của nữ thần, tấm lòng của nữ thần rộng lớn giống như hải dương, hơn nữa đối xử tử tế với tín đồ nhất. Nữ thần chính miệng nói với ta, nàng sẽ không quên những tủi thân và uất ức mà ta phải chịu, nếu như ta cần, nàng sẽ đích thân ra tay một lần, giải quyết phiền toái cho ta. Lại có chuyện như này. Khách Khanh cực kỳ kinh ngạc, rồi sau đó ngạc nhiên lẫn vui mừng, nếu có nữ thần tương trợ, vậy chuyện này có khả năng, nhưng cái gì? Nhưng đại nhân vẫn không thể khinh suất, mặc dù có những lời sẽ báng bổ thần linh, nhưng ta buộc phải nhắc nhở đại nhân, Càn Quốc, chưa chắc là không có sức mạnh giết thần. Cho nên mặc dù có nữ thần làm hậu thuẫn, đại nhân cũng phải duy trì cảnh giác, hơn nữa phải thận trọng, bằng không thậm chí có khả năng sẽ liên lụy nữ thần. Giọng điệu Khách Khanh mười phần nghiêm túc. Lời mà hắn nói, đối với thần minh mà nói cũng cực kỳ bất kính. Dù sao ở Tây Đại Lục, đặc biệt là đối với tín đồ mà nói, thần minh là không có gì làm không được. Nghi ngờ thần minh chính là tử tội. Nhưng mà Điêu Huy không chỉ không tức giận, ngược lại còn nói với Khách Khanh, tiên sinh nhắc nhở cực kỳ đúng, trên đời này làm gì có vô duyên vô cớ mà thành công. Huống hồ nữ thần tuy nhận lời ra tay giúp ta một lần, nhưng mà cơ hội hiếm có, ta tất nhiên không thể lãng phí, nên vì nữ thần tạo ra cơ hội ra tay tốt nhất. Cũng may, có tiên sinh giúp ta, đại sự ắt thành. Đại nhân có tâm thái này, vậy việc này quả thật có khả năng lớn. Khách Khanh gật đầu nói, hơn nữa chuyện mượn sức này, nếu đại nhân có thể gắn kết thêm mối quan hệ với nữ thần trí tuệ. Đến lúc đó mặc dù về nước, đại nhân vẫn có thể được nữ thần che chở như trước, cũng vô cùng có lợi đối với tương lai của đại nhân. Nụ cười của Điêu Huy càng thêm chân thật. Không sai, mọi chuyện luôn có tính tương đối.
Trước đây ta quả thật là tổn thất rất lớn, hơn nữa ở trong nước phải chịu rất nhiều sự chống đối. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, làm cho ta lấy được sự ưu ái của nữ thần. Chỉ cần ta có thể bắt lấy cơ hội lần này, còn lo không thể trở mình. Trong mắt Dewey lóe lên tham vọng, hắn đương nhiên biết chuyện không dễ dàng. Muốn bắt chước lập được thành công như tứ hoàng tử càng không dễ dàng. Nhưng mà với tư cách đại thần ngoại giao của Tây Đại Lục, trước nay Dewey đều không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc. Nếu thật là rất dễ dàng, hắn còn không thèm đi làm đâu. Nguyên nhân chính vì có tính thách thức, Dewey thấy như vậy mới phù hợp thân phận của mình. Muốn có được phú quý thì phải chấp nhận nguy hiểm. Có sự che chở của nữ thần trí tuệ, hắn thấy rằng đã có một nửa khả năng thành công rồi. Còn lại một nửa, phải xem nỗ lực và trí tuệ của hắn. Dewey không nghi ngờ bản thân, cho nên hắn chuẩn bị lên bàn cược. Đương nhiên, Dewey cũng không phải tự tin bùng nổ, hắn vẫn vô cùng thận trọng. Cho nên hắn nói với khách khanh, tiên sinh, ngươi phác thảo cho ta một bản kế hoạch, ta bẩm báo nữ thần trước. Nếu nữ thần không đồng ý, vậy tất cả miễn bàn. Nếu nữ thần đồng ý, ta liền đồng ý yêu cầu của càn quốc. Nữ thần trí tuệ là đệ nhất trong các thần, ta có lẽ sẽ phán đoán sai lầm, nhưng nữ thần tuyệt đối sẽ không. Chương 1494, chúng ta đều có tương lai tươi sáng. 6. Đại nhân cơ trí, nếu như vậy, rủi ro quả thực được giảm đến thấp nhất, có thể đặt cược rồi. Khách khanh cũng bỏ phiếu tán thành. Thật lòng mà nói, Dewey không có xung động. Trên thực tế ở nhân gian, có thần minh tương trợ, vẫn từng bước vững vàng tiến lên, đã rất thận trọng rồi. Tuy không thể đánh đồng với kiểu thiên tài thận trọng của Lục Nguyên Hạo, nhưng mà mức độ thận trọng của Dewey tuyệt đối vượt qua đại đa số người thường. Cho nên, bất luận là Dewey hay là khách khanh, đều không cho rằng bọn họ đã phạm sai lầm. Một bên khác, tứ hoàng tử lại càng không cho rằng bọn họ đã phạm sai lầm. Từ chỗ Dewey đi ra, tứ hoàng tử liền trực tiếp đi tìm thượng quan thừa tướng. Làm xong rồi, thượng quan thừa tướng kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Tứ hoàng tử chớp mắt nhìn, cứ cảm thấy lão già này đang suy bụng ta ra bụng người. Nhanh. Nói đùa, bổn cung trước nay một đêm ba lần, mỗi lần một canh giờ. Thượng quan thừa tướng trầm mặc, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là chém gió không viết nháp. Mỗi lần một canh giờ, đó là bệnh, phải chữa. Thượng quan thừa tướng trong lòng trào phúng, nhưng sắc mặt lạnh nhạt, gió nhẹ mây bay bỏ qua đề tài này, quan tâm đến Dewey, Dewey nói như thế nào. Hắn nói phải suy xét thêm, nhưng với hiểu biết của ta đối với hắn, hắn khẳng định đã động lòng rồi, sau đó thì bàn điều kiện với chúng ta. Tứ hoàng tử nói, thượng quan thừa tướng trầm ngâm nói, điều kiện này sợ là không dễ bàn. Tứ hoàng tử gật đầu nói, đương nhiên không dễ bàn, Dewey khẳng định đòi hỏi giá cao ngất trời, sau đó chúng ta trả giá dưới đất. Hắn đòi 10.000, chúng ta trả 100. Phốc, thượng quan thừa tướng trực tiếp phun ra. Ngươi thật đúng là quỷ tài trả giá. Tứ hoàng tử còn tưởng rằng thượng quan thừa tướng lo lắng Dewey sẽ trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, bổ sung nói. Thừa tướng không cần lo lắng, Dewey một bụng ý nghĩ xấu, sẽ không dễ dàng đàm phán thất bại như vậy. Thượng quan thừa tướng dừng một chút, sau đó chân thành đưa ra lời mời, điện hạ, ngươi muốn làm quan không? Tứ hoàng tử, há? Cái quỷ gì? Thượng quan thừa tướng nói, điện hạ nếu muốn vào triều làm quan, với công lao của điện hạ, ta có thể bổ nhiệm ngươi làm Hồng Lư Tự Khanh. Hồng Lư Tự, cơ quan ngoại giao. Hồng Lư Tự Khanh, cơ bản chẳng khác nào đại thần ngoại giao của Đại Càn. Tứ hoàng tử hứa cho Dewey cũng là cái này. Thượng quan thừa tướng tiếp tục nói, với da mặt và thủ đoạn của điện hạ, rất thích hợp làm ngoại giao. Hồng Lư Tự chính là thiếu một người chủ sự bất cần như điện hạ vậy. Người của Nho gia cái gì cũng tốt, nhưng làm việc vẫn có chút quá mức quân tử. Thượng quan thừa tướng thấy rằng tứ hoàng tử không biết xấu hổ như vậy, vừa thích hợp để đem đi đối phó với người nước ngoài. Tứ hoàng tử, ngươi là đang khen ta sao? Thượng quan thừa tướng nghiêm mặt nói, tuyệt đối là lời ca ngợi dành cho ngươi. Nếu ta khen một người khoan dung lương thiện, vậy mới là đang mắng hắn. Quan trường cần người tốt, càng cần người tài ba hơn. Điện hạ chính là người tài ba. Tứ hoàng tử trào phúng nói, chính ta cũng không cảm thấy mình là người tài ba. Điện hạ lợi hại, chỉ là không tự biết. Thượng quan thừa tướng nói. Tứ hoàng tử im lặng, vẫn cảm thấy lão già này đang tâng bốc mình, kiên quyết không tin. Hồng Lư Tự Khanh vẫn nên để cho Dewey đi, ta nói với hắn là để cho hắn làm Hồng Lư Tự Khanh trước, sau đó đề bạt hắn làm lễ bộ thượng thư. Thượng quan thừa tướng ngươi cứ như vậy mà đàm phán với hắn. Tứ hoàng tử nói. Thượng quan thừa tướng thấy tứ hoàng tử không đồng ý vào Hồng Lư Tự, có chút thất vọng. Hắn thật sự cho rằng tứ hoàng tử thích hợp làm công việc ngoại giao, không phải đang khách sáo.
Nhưng nếu tứ hoàng tử không có ý định về phương diện này, hắn cũng không cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể bất lực nói. Lời điện hạ nói ta đã nhớ rồi, chỉ là ta đã xem qua tư liệu của Điêu Huy, hắn không phải loại có thể thật sự phản quốc. Khẳng định là có ý nghĩ của riêng mình. Chúng ta đang tính kế hắn, hắn cũng đang tính kế chúng ta. Mặc dù hiện tại có vẻ là chúng ta ở nắm giữ quyền chủ động, nhưng vẫn phải cẩn thận hơn nữa, để tránh đến cuối cùng trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tứ hoàng tử bình tĩnh nói, không sao, ta có lòng tin đối với các ngươi. Điện hạ có lòng tin, ta không có lòng tin, ta là có lòng tin đối với các ngươi. Tứ hoàng tử có logic của mình. Ở cùng với đám lão thâm độc các ngươi, mọi người đều cảm thấy ta là tên phế vật, ta cũng cảm giác mình là tên phế vật. Nhưng mà ở cùng với Điêu Huy, ta đều có thể áp chế hắn. Chênh lệch rõ ràng như vậy, tên ngốc ngây ngô Điêu Huy kia sao có thể là đối thủ của đám lão thâm độc các ngươi? Tứ hoàng tử lấy mình làm tiêu chuẩn đo lường, cho rằng không kỳ cục chút nào. Thượng quan thừa tướng không còn lời nào để nói. Cũng giống như tứ hoàng tử phần không phân biệt được vừa rồi hắn khen tứ hoàng tử vô liêm sỉ là đang khen hắn hay là mắng hắn. Hiện tại hắn cũng không phân biệt được tứ hoàng tử nói hắn là lão thâm độc là đang khen hắn hay là mắng hắn. Tứ hoàng tử không biết suy nghĩ của thượng quan thừa tướng, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ phụ trách mở đầu, để cho Điêu Huy vào trong. Chuyện sau đó theo tứ hoàng tử thấy, đều là việc của thượng quan thừa tướng bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn của tác giả Bình Tằng tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 1495, chúng ta đều có tương lai tươi sáng. 7. Thượng quan thừa tướng, chờ sau khi Điêu Huy tiến vào cạm bẫy các ngươi bố trí, đừng quên phong vương cho ta. Tứ hoàng tử không quên đòi lợi ích cho mình. Còn có, chưa thấy mục tiêu rõ ràng sẽ không đưa ra hành động thiết thực. Dựa vào hiểu biết của ta đối với Điêu Huy thuộc loại người vô cùng không tiếc bỏ tiền đầu tư. Cho nên ta đề nghị lúc thượng quan thừa tướng ngươi đàm phán với Điêu Huy, cố gắng hết khả năng để vẽ bánh cho hắn. Hứa hẹn những điều căn bản không thể thực hiện được, sau đó lấy vậy làm lý do tìm Điêu Huy đòi cáo trạng đầu hàng. Điêu Huy không ngu, nhưng hắn tham, hơn nữa thích thả dây dài câu cá lớn, cho nên hắn rất có khả năng sẽ rơi vào bẫy. Thượng quan thừa tướng, ý của ngươi là chúng ta không chỉ không cho Điêu Huy lợi ích, ngược lại để cho Điêu Huy cho chúng ta lợi ích trước. Đúng, tứ hoàng tử cho thượng quan thừa tướng câu trả lời khẳng định. Thấy thượng quan thừa tướng có chút tam quan sụp đổ, tứ hoàng tử giải thích một chút logic vì sao mình làm như vậy. Thượng quan thừa tướng, làm như vậy là có đạo lý đó. Nếu chúng ta muốn lôi kéo một người, không chỉ không thể cho hắn lợi ích, ngược lại phải đòi lợi ích từ hắn. Một lòng một dạ cho hắn lợi ích mà nói, rất dễ dàng khiến cho hắn sinh ra cảm giác đương nhiên. Đợi đến một ngày không cho hắn lợi ích nữa hoặc là ngược lại cho ít hơn, hắn còn bởi vậy mà sinh ra oán giận trong lòng, căn bản sẽ không cảm ơn. Thượng quan thừa tướng lại lần nữa đổi mới nhận thức mình đối với tứ hoàng tử, không ngờ điện hạ tuổi còn trẻ, thế mà thông thấu như vậy, hiếm có, hiếm có. Tứ hoàng tử khiêm tốn nói, ai già, cái này cũng không phải là ta thông thấu, ta chính là người như vậy. Trước đây lão Điêu Huy chính là như vậy để lôi kéo ta, cho nên sau này lợi ích hắn cho ta ít đi ta liền tức giận. Thượng quan thừa tướng trầm mặc, rất má nó chân thật. Ngược lại đám lão thâm độc các ngươi, ta lập công lao lớn như vậy cũng không phong vương cho ta, ta không chỉ không dám giận các ngươi, còn phải vội vàng cầu xin các ngươi. Ngươi nói ta lại lập công lớn mới cho ta phong vương, ta thậm chí trong lòng còn có một tia cảm kích đối với ngươi. Tứ hoàng tử nói tới đây, ngửa mặt lên trời thở dài, đây là nhân tính mà, quá đê tiện. Cho nên chúng ta muốn lôi kéo Điêu Huy thì không có thể cho hắn lợi ích, ngược lại phải dùng sức ức hiếp hắn. Tứ hoàng tử ngầu điên rồi, hơn nữa còn mang bản thân ra làm ví dụ. Tuyệt đối có lý có tình, làm người ta tin phục. Thượng quan thừa tướng không thể phản bác, hắn chỉ có thể chắp tay nói, tam nhân hàng, tất hữu ngã sư, thánh nhân không lừa dối ta. Điện hạ cao minh, bổn tướng đã học được rồi. Tứ hoàng tử nói những chuyện này, thật ra hắn cũng hiểu, chỉ là thân là thừa tướng Đại Càn, Thượng quan Vân đã là dưới một người trên vạn người. Hắn là đại biểu quốc cách của Đại Càn, chuyện quá không biết xấu hổ, có thể làm trong bí mật, nhưng mà công khai thì không được, bằng không mất mặt sẽ là toàn bộ Đại Càn. Địa vị quá cao, có một số chuyện bị hạn chế, cho nên ngược lại hắn không làm được tiêu sái như tứ hoàng tử vậy. Nghĩ đến đây, thượng quan thừa tướng lại đưa ra lời mời cho tứ hoàng tử, điện hạ, ở Đại Càn chúng ta, ngươi là người hiểu rõ Điêu Huy nhất. Cho nên đàm phán cùng Điêu Huy vẫn là do điện hạ ngươi phụ trách đi, giao cho những người khác ta không yên tâm. À, để ta phụ trách. Tứ hoàng tử có chút không tình nguyện.
Trạng thái cuộc sống lý tưởng của hắn là nằm thẳng, kiều thê mỹ thiếp, vinh hoa phú quý, tự do tự tại, còn không cần phải gánh vác trách nhiệm gì. Bận rộn không phải là điều hắn theo đuổi. Cho nên hắn theo bản năng liền từ chối nói, vẫn là thôi đi, thượng quan thừa tướng ngươi làm giỏi hơn ta nhiều. Thượng quan thừa tướng nói, bổn tướng trăm công nghìn việc, không thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt lên người Điêu Huy, điện hạ ngươi vừa đúng lúc là một người rảnh rỗi, đừng từ chối nữa. Bằng không nếu đàm phán không được với Điêu Huy, chuyện điện hạ phong vương không thể nào bàn được. Tứ hoàng tử im lặng, không ngờ lão thâm độc này lại uy hiếp ta. Cái tinh khí nóng nảy này của bổn cung là ngươi sẽ chịu uy hiếp sao? Tứ hoàng tử nổi giận đùng đùng nói, nếu thượng quan thừa tướng xem trọng ta như vậy, vậy bổn cung cung kính không bằng tuân mệnh. Được rồi, hắn là người chịu uy hiếp, chính là chân thật như vậy. Điêu Huy rất hiển nhiên chưa tìm được phương thức chính xác để hòa nhập với tứ hoàng tử. Thượng quan thừa tướng cũng cười tự đắc, suy cho cũng cùng vẫn là trẻ tuổi. Mặc dù rất vô liêm sỉ, có tố chất tiềm ẩn để trở thành đại nhân vật, nhưng mà giai đoạn hiện tại, muốn đấu qua hắn thì vẫn kém chút độ chín muồi. Về phần tại sao có thể đấu qua được Điêu Huy, thượng quan thừa tướng cũng chỉ có thể giải thích là nước muối tạo đậu phụ, vật khắc chế vật khác. Thế giới vô biên, không chuyện lạ gì là không có, xuất hiện cái gì đều rất bình thường. Thượng quan thừa tướng kiến thức rộng rãi, hắn biết thông thường sẽ xuất hiện tình huống một người rất lợi hại, lại bị khắc chế bởi một người nhìn có vẻ tầm thường không có gì nổi trội. Tiếp nhận loại thiết lập này, hơn nữa tận dụng hết mức. Đây chính là quy luật thành công. Giải thích, hỗn hợp magie chlorua, magie sunfat và natri chlorua có thể gây chết người nhưng kết hợp với sữa đậu nành sẽ tạo ra đậu phụ. Hết giải thích. Chương 1496, chúng ta đều có tương lai tươi sáng. 8. Điêu Huy hiển nhiên không biết ở trong cảm nhận của thượng quan thừa tướng, tứ hoàng tử đã tiến hóa trở thành nhân vật đại biểu ăn cơm ngủ nghỉ đánh Điêu Huy. Hắn lúc này đã liên lạc được với nữ thần trí tuệ, hơn nữa mang toàn bộ chuyện tứ hoàng tử lôi kéo mình cùng với suy nghĩ của bản thân báo cáo cho nữ thần trí tuệ. Sau khi nữ thần trí tuệ nhận được tin tức của hắn, rất lâu sau vẫn chưa trả lời cho hắn. Điều này làm cho Điêu Huy có chút hoang mang. Nữ thần, ngài là cho rằng kế hoạch của ta có lỗ hổng sao? Điêu Huy khiêm tốn thỉnh giáo nói. Dù sao cũng là nữ thần được chứ danh bởi trí tuệ, Điêu Huy khinh bỉ chỉ số thông minh của tứ hoàng tử, nhưng hoàn toàn không dám so sánh trí thông minh với nữ thần trí tuệ. Nếu nữ thần trí tuệ nói kế hoạch của hắn không đáng một đồng, lỗ hổng khắp nơi, hắn khẳng định sẽ cho rằng nữ thần trí tuệ nói rất đúng. Nhưng mà nói ra có thể hắn sẽ không tin, nữ thần trí tuệ hiện tại còn hoang mang hơn hắn. Xem xong tin tức mà Điêu Huy bẩm báo cho mình, nữ thần trí tuệ lập tức trong lòng nổi lên cảm giác. Kế hoạch này, nàng thấy rằng khả năng thành công rất lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta phải làm như thế nào mới có thể không bị người khác phát hiện thật ra ta với Ngụy Quân là cùng một phe? Cái này thật sự là một vấn đề khó, rất thử thách trí tuệ của nữ thần trí tuệ. Nữ thần, nữ thần. Điêu Huy to gan thúc giục nữ thần trí tuệ một chút, hơn nữa chuẩn bị sẵn để nghênh đón sự nổi giận lôi đình của nữ thần trí tuệ. Dù sao thần minh để tín đồ chờ đợi, đây là chuyện thường tình. Chỉ là hắn vội vã hy vọng nghe được câu trả lời của nữ thần trí tuệ, cho nên mới hiện vẻ không có nhiều kiên nhẫn lắm. Câu trả lời của nữ thần trí tuệ đến chậm, kế hoạch này không tệ. Điêu Huy trong lòng vui mừng. Nữ thần khen ta rồi. Nữ thần khẳng định ta. Nữ thần đều nói không tệ, vậy khẳng định vững chắc rồi. Điêu Huy vừa nảy ra suy nghĩ này, liền nghe được câu nói tiếp theo của nữ thần trí tuệ, chỉ là khả năng thành công không cao. Điêu Huy nháy mắt bị tạt một chậu nước lạnh. Có điều cái này cũng khiến cho Điêu Huy bình tĩnh lại, kính cẩn hỏi, xin nữ thần chỉ giáo. Nữ thần trí tuệ nói, kế hoạch của ngươi xem ra không có vấn đề, chẳng qua xem người của Càn Quốc là kẻ ngốc. Điêu Huy, ta hỏi ngươi, tứ hoàng tử có khả năng là tên phế vật, có thể bị ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay, chẳng lẽ những người khác của Càn Quốc cũng đều phế vật giống như tứ hoàng tử sao? Ngươi giả vờ đầu hàng, mặc dù ý đồ phá hoại có thể lừa gạt được tứ hoàng tử, vậy các trọng thần khác của Càn Quốc thì sao? Không lẽ bọn họ cộng lại đều không thông minh bằng Điêu Huy ngươi ư? Điêu Huy nghe được vấn đề của nữ thần trí tuệ, lại lần nữa khuynh đảo vì trí tuệ của nữ thần trí tuệ. Có điều về điểm này, hắn cũng là có chuẩn bị từ trước. Chuẩn xác mà nói là đề nghị của khách khanh. Khách khanh của hắn nói với hắn, khi đại nhân bẩm báo nữ thần trí tuệ, không thể viết kế hoạch hoàn mỹ không khuyết điểm, nếu không nữ thần trí tuệ sao có thể chỉ điểm cho hắn. Buộc phải cho nữ thần trí tuệ có cơ hội thể hiện trí tuệ của mình, sau đó hắn tiếp tục cải chính thêm, như vậy mới là một phương thức chính xác thể hiện thành kính của tín đồ. Ở chính đàn cũng là như thế. Đại thần thông minh,
tuyệt đối sẽ không đưa ra một đề nghị mà lãnh đạo không chỉ ra được khuyết điểm nào, mà sẽ đưa ra một đề nghị rất có tính xây dựng, nhưng lại có khuyết điểm nhỏ rõ ràng như vậy. Có thể bị lãnh đạo liếc mắt một cái liền nhìn ra và đưa ra cải tiến. Cứ như vậy, lãnh đạo có thể diện, ngươi cũng có công lao. Chuyện làm thành công, ngươi có công lao, lãnh đạo cũng có công lao, ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt, mới thật sự là tốt. Cái này gọi là EQ, cũng gọi là trí tuệ. Làm tín đồ của nữ thần trí tuệ, Điêu Huy cảm giác mình đã tiến hóa rồi. Hắn kính cẩn đáp lời, nữ thần răn dạy rất đúng, là ta sơ sót, ta sẽ đắp lỗ hổng này lại. Cũng may có tứ hoàng tử làm nội ứng của ta, hắn nóng lòng phong vương, lại bị thượng quan vân bọn họ ngăn cản, cho nên cấp thiết cần tiếp tục lập công lớn. Có hắn giúp ta, cho dù những người khác của càn quốc không tín nhiệm ta, cũng sẽ tiếp nhận sự đầu hàng của ta. Chỉ cần để cho ta tiến vào nội bộ càn quốc, ta tự có thủ đoạn để cho càn quốc trả giá đắt. Nữ thần trí tuệ trong lòng thầm mắng tứ hoàng tử thành công thì ít, bại sự có thừa. Nàng quả thật tin tưởng Điêu Huy có thủ đoạn để cho càn quốc trả giá đắt. Không cần quá khó khăn, chỉ cần tìm cơ hội phá hoại một chút ở nội bộ, đối với đại càn mà nói chính là tổn thất rất lớn. Càng không cần phải nói nếu Điêu Huy leo lên được một độ cao nhất định ở nội bộ càn quốc, thậm chí sẽ tiếp xúc được rất nhiều trung tâm cơ mật. Cùng Tây Đại Lục nội ứng ngoại hợp, khả năng phá đổ đại càn tăng càng nhiều. Nếu không thành công, Điêu Huy cũng có thể làm tăng thêm mâu thuẫn của nội bộ đại càn quốc. Nơi nào có người thì sẽ có giang hồ, chính đàn của Tây Đại Lục có một đống chuyện nát, nữ thần trí tuệ tuyệt đối không tin triều đình của đại càn sẽ hòa hợp êm thấm. Các bạn đang nghe chuyện Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn của tác giả Bình Tằng tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 1497, thành công không nhất thiết là ở ta. 1. Với năng lực của Điêu Huy, chỉ cần đơn giản châm ngòi một chút từ bên trong, đều không cần hắn tự mình ra tay. Cũng đủ gây xích mích nội loạn của đại càn, nữ thần trí tuệ thấy điều này căn bản không có chút khó khăn. Cho nên, nàng bắt đầu lo lắng cho Ngụy Quân. Dù sao, Ngụy Quân là thái sử công của đại càn, vận mệnh của Ngụy Quân cùng vận mệnh đại càn đã liên kết chặt chẽ với nhau. Nữ thần trí tuệ không quan tâm đại càn, nhưng mà nàng quan tâm Ngụy Quân. Nghĩ đến tứ hoàng tử thế mà gây ra uy hiếp lớn như vậy cho Ngụy Quân, nữ thần trí tuệ liền trong lòng đại hận. Hối hận không nên cho thằng nhãi này nhiều lợi ích như vậy. Về phần Điêu Huy, trực tiếp phủ quyết đề nghị hắn là tuyệt đối không được. Bởi vì đề nghị Điêu Huy từ góc độ khả năng thực hiện mà nói, hoàn toàn không có vấn đề. Nàng là nữ thần trí tuệ của Tây Đại Lục, chỉ có giữ vững lập trường này không bị người khác nghi ngờ, nàng mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa, mới càng có cơ hội bảo vệ Ngụy Quân. Cho nên nàng tuyệt đối không thể bị người khác nhìn ra sơ hở. Nghĩ đến đây, nữ thần trí tuệ biết mình buộc phải cho Điêu Huy sự ủng hộ cần thiết. Chỉ là, làm sao có thể trong tình huống ủng hộ Điêu Huy vẫn có thể giúp được đại càn. Nữ thần trí tuệ cảm thấy cái này thật sự quá làm khó mình. Cũng may trước nay nàng được chứ danh bởi trí tuệ. Một lát sau, nữ thần trí tuệ lại lần nữa mở miệng, không thể mang toàn bộ hy vọng đặt trên người tứ hoàng tử. Người này hai mặt, không có tín ngưỡng, là một người chủ nghĩa tư lợi cực độ, không đủ để thành đại sự. Điêu Huy vui lòng phục tùng, nữ thần nhìn người rất chuẩn xác, tứ hoàng tử thật là người như thế. Quan điểm của hắn và nữ thần trí tuệ về tứ hoàng tử đã đạt đến sự cộng hưởng rất cao. Nữ thần trí tuệ tiếp tục nói, cho nên ngươi cần làm một chuyện, lấy lòng tin của những người càn quốc khác, làm cho bọn họ cũng giống như tứ hoàng tử, tin tưởng thành ý đầu hàng của ngươi. Điêu Huy cười khổ nói, ta hiểu ý của nữ thần, chỉ là muốn làm được điều này đâu có dễ dàng, nhưng thật ra cũng không khó. Nữ thần trí tuệ mở miệng, lần trước ngươi thay ta đi sứ đại càn, thật sự là uất ức cho ngươi, bổn thần áy náy trong lòng. Điêu Huy đỏ cả hốc mắt, nữ thần tốt biết bao. Không ngờ sẽ cảm thấy áy náy đối với một người phàm. Quá nhân từ rồi. Một lát sau, Điêu Huy ý thức được nữ thần trí tuệ còn nhân từ hơn so với tưởng tượng của hắn. Thần yêu người trần, lại càng không bạc đãi tín đồ của mình. Điêu Huy, nếu ngươi muốn đọ sức một phen, ta sẽ thành toàn ngươi. Ta sẽ giống như trước kia, ban cho ngươi kỳ chân dị bảo, cho ngươi có thể dùng hết khả năng để kết thân với các trọng thần của càn quốc. Không cần hà tiện. An toàn của ngươi quan trọng hơn nhiều so với những kỳ chân dị bảo này. Điêu Huy trực tiếp quỳ gối xuống đất, cảm động nước mắt giàn giụa. Nữ thần nhân từ, đây là thời khắc cảm động nhất trong đời Điêu Huy. Có điều nữ thần trí tuệ rất nhanh khiến cho Điêu Huy hiểu rằng không cảm động nhất, chỉ có cảm động hơn. Chỉ có kỳ chân dị bảo, không đủ để cho càn quốc tin tưởng sự đầu hàng của ngươi. Từ xưa đến nay có trọng thần địch mang theo vàng bạc tiền tài để dùng kế ly gián, càn quốc không thiếu người thông minh,
khẳng định sẽ có đề phòng, cho nên Dewey ngươi còn cần phải tiến thêm một bước. Như vậy đi, ngươi viết một bản báo cáo xin phép, ta sẽ tự mình phê duyệt cho ngươi, còn về Win, ta cũng sẽ thông báo cho hắn. Lấy một trận đại bại của quân ta, cùng với một cáo trạng đầu hàng tuyệt mật về tình hình thật sự của quân sự, để cho ngươi thành công lấy được lòng tin của Càn Quốc, xâm nhập vào nội bộ Càn Quốc. Nữ thần trí tuệ thầm nghĩ ta đã tận lực rồi. Dùng hết khả năng giúp Đại Càn làm vận chuyển rồi. Nếu Đại Càn còn không nắm chắc được, cũng không thể trách nàng. Còn Dewey cảm động nước mắt rơi như mưa. Nữ thần, Dewey thề với trời, từ nay về sau chính là một con chó dưới chân nữ thần, vì nữ thần máu chảy đầu rơi, không chối từ. Hắn không ngờ ở trong lòng nữ thần trí tuệ mình quan trọng đến như thế, vì bảo vệ hắn, nữ thần trí tuệ thế mà không tiếc trả cái giá lớn đến như vậy. Đây là xem trọng tới mức nào, binh sĩ vì chi kỷ mà tử. Dewey thề, từ nay về sau ai cũng không thể làm dao động tín ngưỡng của hắn đối với nữ thần trí tuệ. Nhìn Dewey cảm động không thôi, nữ thần trí tuệ động viên nói, không cần miễn cưỡng, tất cả lấy sự an toàn của mình làm trọng. Nếu chuyện không thể thành, liền rút lui kịp thời, Dewey còn có thể nói gì? Hắn chỉ có thể cống hiến tín ngưỡng chân thành nhất của mình. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại với nữ thần, khách khanh trước tiên liền chúc Dewey, chúc mừng đại nhân, nữ thần rất nhân từ. Quả thật, nữ thần rất nhân từ. Dewey nghiêm túc nói, tiên sinh, không giấu ngươi, nguyện vọng lớn nhất của cuộc đời ta chính là muốn uống nước tắm của nữ thần. Khách khanh im lặng, quên đi, không đề cập tới. Nữ thần nếu yêu ta thì không còn là nữ thần của ta. Có thể được nữ thần tín nhiệm như thế đã là vinh hạnh của ta rồi. Kế tiếp chính là thời khắc Dewey ta chứng minh bản thân với nữ thần. Dewey đã nhận được động viên của nữ thần. Tứ hoàng tử nhận được lời hứa phong vương. Thượng quan thừa tướng nhận được sức lao động gần như miễn phí của tứ hoàng tử. Nữ thần trí tuệ lấy một lý do chính đáng, thành công vận chuyển lợi ích cho ngụy quân. Chương 1498, thành công không nhất thiết là ở ta. 2. Ngụy quân đang lên mưu kế vận chuyển cho Nho gia bọn họ phương pháp thành thánh mà bọn họ đang cần nhất. Nho gia đang lên mưu kế dùng hết khả năng để lấy lợi ích từ chỗ của Sa Vị, bảo vệ ngụy quân. Sa Vị xem ra cơ bản đã tập kết xong Sa Vị đảng, cảm giác đại cục đã định. Bọn họ đều cảm thấy mình có tương lai tươi sáng. Ngụy quân thành thánh rồi. Thật rất đột nhiên, hắn còn tưởng sẽ vẫn giống như lần trước, làm cho thiên địa thất sắc, thu hút chú ý từ khắp nơi. Hắn thậm chí còn vì thế mà chuẩn bị một bài phát biểu. Sau đó lại một lần nữa không cần dùng đến. Hắn chỉ là ăn miếng cơm. Ngủ một giấc tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình thành thánh rồi. 10 phần đột nhiên, khiến cho ngụy quân 10 phần không thể tiếp nhận. Thành thánh chỉ đơn giản như vậy sao? Như vậy thì làm sao ngụy quân tổng kết được kinh nghiệm thăng cấp? Rồi làm sao mang kinh nghiệm thăng cấp của mình đi dạy cho những người khác của Nho gia? Ngay tại lúc ngụy quân còn chưa nghĩ ra làm sao để tổng kết kinh nghiệm thành thánh, một vị sư phụ hờ khác của ngụy quân là Châu Phân Phương, đặc biệt mẫn cảm đối với thánh nhân của Nho gia, ngửi thấy mùi nên đã đến nơi. Sau khi nhìn thấy ngụy quân, đôi mắt của Châu Phân Phương thiếu chút nữa là bị trói đến mù mắt. Ngươi thành thánh rồi. Châu Phân Phương không muốn tin vào cảm nhận của mình. Nhưng ngụy quân đã gật đầu, vẻ mặt khổ não. Đúng vậy, ta thành thánh rồi. Trọng điểm giọng điệu của ngụy quân phát ra vẻ khó chịu. Trên thực tế hắn cũng là thật sự khó chịu. Sư phụ, ngươi nói xem thành thánh vì sao lại dễ dàng như vậy. Ta vốn dĩ là không dùng sức, không ngờ lại thành thánh rồi, ta hận. Châu Phân Phương cạn lời, đột nhiên rất muốn đánh người. Giờ khắc này, nàng đã cảm nhận được cảm giác của người khác khi đối mặt với mình. Thì ra trước kia nàng chọc đánh đến như vậy. Nhưng mà sự bi thương của ngụy quân là phát ra từ nội tâm. Sư phụ, ngươi nói có biện pháp gì để cho ta từ cảnh giới thánh nhân lui trở về hay không? Việc thành thánh tùy tiện quá rồi, ta thật sự không muốn thành thánh, ta chỉ muốn làm một người bình thường thực lực thấp kém. Thỉnh cầu chân thành của ngụy quân bị Châu Phân Phương xem thành đang ra vẻ. Tâm trạng của Châu Phân Phương hoàn toàn bùng nổ, một cước đạp qua. Sau đó, đau quá. Châu Phân Phương ôm đùi của mình, bắt đầu xoay vòng quanh như gà một chân. Đau đến mức nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Lúc đạp ngụy quân nàng không dùng tu vi. Ngụy quân cũng không hề cố ý bảo vệ cơ thể. Nhưng mà, ngụy quân cũng không có kinh nghiệm làm thánh nhân của Nho gia. Hắn bỗng nhiên phát hiện, khi hắn gặp phải công kích, hạo nhiên chính khí không đợi hắn có phản ứng, đã tự động phản kích. Tương đương với hiện tại hắn có được một người máy thông minh có thể khởi động phòng ngự và tự động phản kích bất cứ lúc nào, lực phòng ngự cực mạnh, lực công kích cực cao, cực có cảm giác an toàn. Ngụy quân cực khó chịu.
ta khó quá mà. Châu Phân Phương trầm mặc, nếu không phải hiện tại nàng đánh không lại hắn, nàng nhất định để cho Ngụy Quân biết hoa vì sao mà đỏ. Chừng đó là được rồi, nếu như ngươi tiếp tục làm người khác ghét bỏ như vậy, sau này đừng hòng gặp lại ta. Trên vật lý không đánh lại Ngụy Quân, Châu Phân Phương chỉ có thể tự uy hiếp hắn từ trên tinh thần. Dù sao ngươi có lợi hại thế nào, cũng chỉ là một người theo đuổi bổn đại mỹ nữ mà thôi. Đến từ ngạo khí của nữ thần tăng một điểm. Ngụy Quân nghe không hiểu ý của Châu Phân Phương. Không gặp ngươi thì sao? Ta vốn dĩ cũng không muốn gặp ngươi. Lần này hắn mưu kế tổng kết kinh nghiệm thành thánh, không phải vì Châu Phân Phương, mà là vì đưa cho những người khác của Nho gia. So với sư phụ Hờ Chân Chính kia, ấn tượng lớn nhất của Châu Phân Phương trong hắn chính là có nhan sắc. Rất có nhan sắc, không có gì khác. Ngụy Quân không phải là loại người mê muội thú vui thấp kém này. Hắn rất nhanh liền lại lần nữa đặt tâm trí lên tu vi của mình. Ngụy Quân có chút tuyệt vọng. Hạo Nhiên Chính Khí tự động bảo vệ cơ thể, khi bị bên ngoài công kích sẽ còn tự động phản kích. Nếu cứ như vậy, vậy ta gần như không khả năng gặp nguy hiểm. Ngụy Quân càng nghĩ càng khó chịu. Vì sao cái thánh nhân nát này của Nho lại dễ dàng tu luyện như vậy, hiệu quả còn tốt như vậy? Cái này không phải đang cố ý làm khó ta sao? Đủ rồi. Châu Phân Phương thật sự là nghe không nổi nữa. Thằng nhãi này không lo làm người, khoe hoài không hết. Khoe đến nỗi nàng đau đớn âm ỉ. Không được. Một hồi nữa phải đi tìm Lão Mạnh để khoe bù lại. Không mang nỗi tức phải chịu từ chỗ Ngụy Quân thải ra ngoài, nàng khó chịu. Không ức hiếp được Ngụy Quân, còn không ức hiếp được người khác sao? Đương nhiên, hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là tìm Ngụy Quân hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc là hắn làm thế nào mà thành thánh. Sau khi hoàn cảnh thiên địa đại biến, Châu Phân Phương mơ hồ cảm giác mình sờ đến ngưỡng cửa thành thánh. Nhưng mà sờ đến ngưỡng cửa và thật sự đã thành thánh, nhiều khi vẫn là kém xa vạn dặm. Nếu có thể lấy được phương pháp thành thánh từ Ngụy Quân trước, nàng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cho nên Châu Phân Phương mở miệng nói, Ngụy Quân, ta cho ngươi một cơ hội bù đắp lại sai lầm của mình, chia sẻ kinh nghiệm thành thánh kinh của ngươi cho ta sẽ đại nhân đại lượng tha thứ cho ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Ngụy Quân tử thấy chết không sờn của tác giả Bình Tằng tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 1499, thành công không nhất thiết là ở ta. À, Ngụy Quân có sao nói vậy, thật ra ngươi không tha thứ ta cũng không sao. Châu Phân Phương hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy Quân một cái, Ngụy Quân không sợ chút nào. Nhưng nghĩ đến sự chiếu cố của Châu Phân Phương đối với mình trong quá khứ, Ngụy Quân vẫn tốt bụng chia sẻ cho nàng một chút. Thật ra về chuyện thành thánh, ta thật ra cũng muốn tổng kết kinh nghiệm, nhưng mà chưa đợi ta chuẩn bị để tổng kết kinh nghiệm xong thì đã thành thánh rồi. Khiến ta trở tay không kịp. Châu Phân Phương hơi nhíu mày. Nàng phát hiện Ngụy Quân không giống như là đang nói dối. Hơn nữa là người theo đuổi mình, Ngụy Quân cũng không nhất thiết phải nói dối nàng. Nhưng thành thánh khẳng định là có quy luật và kinh nghiệm có thể lần theo. Châu Phân Phương 10 phần xác định đối với chuyện này. Cho nên nàng tiếp tục nói, khẳng định là có chuyện gì đó bị ngươi bỏ sót rồi. Ngụy Quân, ngươi nghĩ kỹ lại xem, những ngày nay ngươi đã làm cái gì? Bất luận là chuyện lớn hay nhỏ, ngươi đều nói một lượt cho ta, có lẽ bí ẩn thành thánh được giấu trong những chuyện này. Ngụy Quân dựa theo cách nói của Châu Phân Phương để nghĩ, sau đó nói, những ngày nay ta không có làm gì cả, chỉ là ăn cơm, cái này không có gì chứ. Châu Phân Phương gật đầu, nói, tiếp tục, ngoại trừ ăn cơm ngươi còn làm cái gì? Ngủ. Ngụy Quân khẳng định nói, ngoài ăn cơm ra, chính là ngủ. Châu Phân Phương im lặng. Ngụy Quân đề nghị nói, sư phụ hay là ngươi thử ngủ xem. Ta ăn cơm đều là bữa ăn tiêu chuẩn, khẳng định không có điều bí ẩn để thành thánh. Châu Phân Phương cười lạnh nói, Ngụy Quân, cuối cùng ngươi cũng nói ra mục đích thật sự của ngươi rồi. Ngụy Quân, hả? Châu Phân Phương vẻ mặt khinh bỉ, ngươi nói nhiều như vậy, cuối cùng tổng kết lại, không phải là muốn ngủ cùng ta sao? Lòng dạ lang sói của ngươi, ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra được. Ngụy Quân trầm mặc. Hừ, đừng có cả ngày nghĩ mấy thứ vớ vẩn kia. Ngươi ngoại trừ đẹp trai một chút, thực lực mạnh một chút, địa vị cao một chút, thanh danh tốt một chút. Còn có ưu điểm gì? Ngươi xem bổn cô nương dễ bị cưa đổ vậy sao? Nắm tay thì ta còn có thể suy xét một chút, ngủ. Ngươi cũng thật sự là dám nghĩ. Châu Phân Phương nhìn thấy Ngụy Quân ngạc nhiên, trịnh trọng nhắc nhở nói, Ngụy Quân, ngươi phải hiểu rõ, bổn cô nương cho ngươi cơ hội theo đuổi ta, cũng đã là ban ân rất lớn cho ngươi rồi. Nam nhân muốn theo đuổi ta có thể xếp hàng từ Đại Càn đến Tây Đại Lục, ngươi xem bổn cô nương là loại nữ nhân không có người theo sao? Ngụy Quân có sao nói vậy, trong ký ức của ta, ngươi hình như ngay cả một người sống theo đuổi cũng không có.
ít nhất là trong thực tế ta chưa từng thấy người nào, bọn họ toàn bộ đều sống trong miệng của ngươi. Châu Phân Phương cạn lời. Rất muốn giết người diệt khẩu, nhưng mà hiện tại lại đánh không lại thằng nhãi này. Tức quá. Được rồi, không đùa ngươi nữa, ta thành thánh quá đột nhiên, đối với chuyện làm thế nào để thành thánh, ta bây giờ thật sự chưa tổng kết ra được quy luật gì. Ngụy Quân lắc đầu nói, cho ta chút thời gian, ta từ kết quả suy ngược lại quá trình, chắc là không khó. Nếu như có thành phẩm trước, lại dùng thành phẩm quay ngược lại thứ tự và nguyên liệu cần dùng để tạo ra thành phẩm, độ khó so với từ 0 đến 1 nhỏ hơn rất nhiều. Ngụy Quân hiện tại đã là thánh nhân rồi, thánh nhân tổng kết một phương pháp thành thánh, từ trên thiết lập mà nói thì không thể không làm được, nếu không thì không hợp lý. Châu Phân Phương tán đồng cách nhìn này của Ngụy Quân, nàng gật đầu nói, vậy sau khi ngươi tổng kết ra biện pháp, trước tiên hiếu kính vi sư. Ta cực khổ bồi dưỡng ngươi thành tài, đối với ngươi ân sâu tựa biển, hiện tại đã tới lúc ngươi báo đáp vi sư rồi. Ngụy Quân, da mặt của ngươi cũng dày như hai đồi mỡ của ngươi vậy. Cảm tạ Tây Đại Lục, Châu Phân Phương nghe hiểu được ý nghĩa của hai đồi mỡ trong lời của Ngụy Quân. Cho nên Châu Phân Phương ngạo nghễ ưỡn eo một cái, khoe đường cong đáng tự hào của mình một cách sống động, sau đó nói với Ngụy Quân, đẹp chứ? Đẹp cũng không cho ngươi xem. Nghiệt đồ, lòng hiếu thảo không được biến chất. Ngụy Quân cười ra tiếng, ta thấy là suy nghĩ của ngươi biến chất rồi, ngươi còn có chuyện khác không? Quả thật vẫn còn một chuyện, ngươi biết Điều Huy không? Châu Phân Phương hỏi. Ngụy Quân có chút kỳ quái, Điều Huy. Tên Điều Huy bị tứ hoàng tử đùa bỡn. Hắn làm sao? Châu Phân Phương nói, hắn gần đây lại đến Đại Càn rồi, hơn nữa đại biểu Tây Đại Lục đàm phán với chúng ta, đến với ý đồ không tốt. Dựa theo lời tứ hoàng tử nói, lần trước hắn đi sứ Đại Càn là vì để giết ngươi. Hiện tại Điêu Huy kéo quân trở lại, ngươi phải cẩn thận. Ồ, thật không? Hắn muốn giết ta. Ngụy Quân ban đầu có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng, sau đó liền kiềm chế cảm xúc của mình. Bởi vì một tên ngây ngô bị tứ hoàng tử đùa bỡn, cho dù là muốn giết mình, dựa vào thực lực thánh nhân hiện tại của mình, Điêu Huy sợ là cũng không có năng lực đó. Ai? Ngụy Quân rất thất vọng. Ta thường xuyên vì thực lực của mình tiến bộ quá nhanh mà cảm thấy không hòa nhập với thế giới này. Châu Phân Phương trầm mặc, nói một hồi rồi lại ra vẻ một chút, cái này ai chịu nổi. Châu Phân Phương rất muốn lập tức bỏ đi, nhưng mà nàng đã hỏi vấn đề cuối cùng của mình. Chương 1500, thành công không nhất thiết là ở ta. 4. Lần thành thánh này của ngươi sao động tĩnh lại nhỏ như vậy? Không phải chứ, động tĩnh còn không lớn như lần trước của ngươi. Lần trước, lúc Ngụy Quân thành thánh, lúc ấy trời xuất hiện dị tượng, chòm sao ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có sao văn khúc tỏa ánh sáng lớn, thu hút chú ý từ khắp nơi, cảnh tượng đó mới là cảnh tượng khi thành thánh. Lần này, nếu như không phải Châu Phân Phương đặc biệt mẫn cảm đối với khí tức của Nho Gia, nàng thậm chí còn không biết Nho Gia có thêm một thánh nhân. Châu Phân Phương hiện tại cũng dám cam đoan, ngoại trừ nàng, e rằng không có bao nhiêu người biết Nho Gia có thêm một thánh nhân. Khiêm tốn như vậy, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn thành thánh. Trước đây Ngụy Quân cũng đã xem xét vấn đề này. Hiện tại hắn cơ bản đoán được đáp án. Ta suy đoán, chắc là có liên quan đến sự biến hóa của hoàn cảnh thiên địa hiện tại. Ngụy Quân nói, Châu Phân Phương kỳ quái nói, có liên quan đến sự biến hóa của hoàn cảnh thiên địa hiện tại. Đúng, hoàn cảnh thiên địa đại biến, linh khí càng nhiều, giới hạn trên của thế giới càng cao, lực lượng có thể dung nạp được cũng sẽ càng lớn. Vốn dĩ thánh nhân được xem chiến lực đứng đầu của thế giới này, nhưng mà hiện tại mà nói, thánh nhân cho đến nay không có đạt đến cực hạn mà thế giới này có thể chịu đựng được, cho nên hoàn cảnh thiên địa cũng sẽ không nhằm vào thánh nhân để làm gì. Thế giới hiện tại lớn mạnh hơn nhiều so với trước kia. Châu Phân Phương nghe hiểu ý của Ngụy Quân. Ý ngươi là nói trước kia, trở thành thánh nhân có thể dọa giật mình thiên địa, cho nên mới xuất hiện tình huống trời giáng dị tượng. Bây giờ chuyện trở thành thánh nhân đã không còn làm thế giới này rung động nữa, thế giới thậm chí lười quan tâm. Đúng, chính là ý này. Con hổ sẽ để ý trong lãnh địa của mình xuất hiện một con sư tử. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không để ý chuyện lãnh địa của mình xuất hiện một con kiến. Thánh nhân đương nhiên không tính là con kiến. Có điều đối với thế giới bị sư phụ hờ của mình cải tạo xong, có thể tính một con linh dương. Đối với con hổ mà nói, linh dương với con kiến. Khác biệt cũng không lớn, cho nên trực tiếp ngó lơ rồi. Châu Phân Phương nghĩ ngợi, cho rằng hợp lý. Xem ra mục tiêu của ta phải đặt cao một chút. Châu Phân Phương nói, thánh nhân sẽ không là điểm cuối của ta, sẽ chỉ là bắt đầu của ta, tương lai của ta ở. Ngụy Quân giúp Châu Phân Phương bổ sung một chút, ở tinh thần đại hại. Đúng, ở tinh thần đại hại. Là thổ dân của Càn Quốc,
Ngụy Quân bày tỏ sức tưởng tượng Châu Phân Phương vẫn là có chút quá mức thiếu sót. Có điều có thể đặt tầm mắt hướng bên ngoài thế giới, thật ra cũng thể hiện được vài phần phạm vi tầm nhìn mà cường giả nên có. Tuy nhiên thế giới này người tài quá nhiều, nhưng mà chỉ có bước ra ngoài mới có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, mới có thể tiếp xúc văn minh huy hoàng hơn, từ đó rèn bản thân lớn mạnh hơn. Thiên đế chính là đi như vậy mà tới. Tinh thần đại hải rất nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa vô số cơ hội. Cường giả sẽ không chùn chân bó gối, mà là sẽ luôn tìm kiếm điều mới. Ngụy Quân là loại cường giả này. Sau khi Châu Phân Phương rời khỏi, Ngụy Quân đang rất nghiêm túc nghiên cứu làm sao để từ thánh nhân quay ngược trở lại, để giúp người khác thành thánh. Vì để làm thí nghiệm, Ngụy Quân thậm chí còn mang bạn tốt đồng môn ngày xưa của mình là Thái Kỳ Lâm đến làm thực nghiệm, tạm thời đảm đương đồ đệ của mình. Cái này nếu truyền ra ngoài, Thái Kỳ Lâm tuyệt đối sẽ bị những người con trời của chư thiên vạn giới còn phải nghiền xương thành tro. Cái này chính là cơ hội mà bọn họ nằm mơ đều muốn đạt được. Nhưng mà Thái Kỳ Lâm lại rất ngượng ngùng, thậm chí có lần muốn từ chối. Thái Kỳ Lâm, Ngụy huynh, chúng ta là bằng hữu. Ngụy Quân, đúng, chúng ta là bằng hữu. Thái Kỳ Lâm, nếu đã là bằng hữu, vậy ngươi đi dạy người khác tốt hơn, ta không muốn vô cớ thấp hơn ngươi một bậc, còn gọi ngươi sư phụ. Nói ra, bọn họ đều cùng một cấp, năm đó còn là đồng môn với nhau, cùng nhau phiêu quà. Khụ khụ, cái này thật ra không có, bọn họ chỉ là cùng đi một chuyến Diệu Âm Phường. Ngụy Quân ở nơi đó tình cờ gặp Thượng Quan Tinh Phong, từ đó rơi vào cái hố lớn đầu tiên trong cuộc đời hắn. Cũng là lần đó trong chuyến đi Diệu Âm Phường, tình đồng môn của Ngụy Quân và Thái Kỳ Lâm đã thăng hoa. Khi Ngụy Quân đứng trước mặt hắn, lúc thay hắn chặn những ác ý từ Thượng Quan Tinh Phong, Thái Kỳ Lâm đã biết hắn nhất định phải kết bạn với người bằng hữu Ngụy Quân này cả đời. Nhưng kết bằng hữu là kết bằng hữu, cho dù là lấy thân báo đáp, Thái Kỳ Lâm đều có thể chấp nhận. Chỉ có duy nhất việc thấp hơn một bậc so với Ngụy Quân, ở Thái Kỳ Lâm thấy quá ngượng ngùng. Ngụy huynh, thật ra ta không có nhiều thiên phú trên con đường tu nho, không bằng người đi tìm những sư đệ sư muội của chúng ta, thiên phú của bọn họ cao hơn ta. Ngươi đi dạy bọn họ, khẳng định hiệu quả tốt hơn, Thái Kỳ Lâm chủ động nói. Hắn vốn không biết mình ở từ chối một phần quà giá trị đến mức nào. Ngụy Quân cũng không xem điều này là món quà giá trị. Hắn dùng lý do của mình, thành công thuyết phục Thái Kỳ Lâm, Thái huynh, ngươi đương nhiên là một tên gà mờ. Chính là vì ngươi quá gà, cho nên ta nếu có thể bồi dưỡng được ngươi, loại kinh nghiệm này mới dễ quảng bá. Biện pháp có thể dạy dỗ được cả ngươi, đối với những người khác cũng nhất định hữu dụng. Các bạn vừa nghe xong tập 150 của bộ truyện Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn của tác giả Bình Tằng tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.top. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.